hơn mà chẳng tốn tiền mua mỹ phẩm nhờ những mẹo làm đẹp đơn giản này đấy. Muốn chữa cháy mái tóc bết dầu mà chưa kịp gội, hãy rắc một chút phấn rôm, xoa đều lên tóc. Nhờ khả năng hút dầu tốt mà phấn rôm có thể làm sạch tóc, trông như bạn vừa gội đầu. Để trị mụn đầu đen, buổi tối trước khi đi ngủ, thoa kem đánh răng lên vùng tập trung mụn như mũi và hai bên cánh mũi. Chỉ cần 2-3 lần là mụn sẽ xẹp dần và lỗ chân lông xê lại. Muốn giữ nước hoa thơm lâu, lưu hương tốt, trước khi xịt, hãy thoa lớp kem Vaseline lên trước. Những vị trí bắt hương và giữ mùi tốt là cổ tay, đầu gối, sau gáy. Thay vì đeo mi giả, bạn chỉ cần dùng máy sấy, hơ nóng kẹp mi rồi uốn mi. Cách này, mi sẽ cong hơn, trông dày và đẹp hơn nhiều. Lỡ thức đêm, bị quầng thâm, bọng mắt, hãy lấy ngay hai chiếc thìa inox bỏ vào ngăn đá 5 phút, rồi bỏ ra, úp mặt, lồi vào hai mắt để hơi lạnh, làm tan vết thâm, xẹp dần phần bọng mắt. Để làm sạch da và giữ ẩm da, hãy dùng nước vo gạo để rửa mặt 2 lần một ngày. Mẹo này còn giúp da mịn và sáng màu hơn. Môi khô, bong chóc hay nứt nẻ, chỉ cần thoa dầu dừa hoặc Vaseline trước khi ngủ là sáng hôm sau lại căng mọng, hồng hào ngay tắp lự. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, hãy pha giấm táo vào bồn nước ấm rồi ngâm mình. Cách này giúp thải độc và lưu thông khí huyết, thư giãn rất hiệu quả. Muốn da sạm, màu bật tông, không bị khô, lấy một quả chuối chín nghiền nát rồi trộn một thìa mật ong, đắp mặt nạ 30 phút trước lúc ngủ. Cứ cách một ngày, bạn làm một lần, sau một tuần, da mặt sẽ thay đổi rõ rệt. Để giữ tóc vào nếp, bạn pha nước muối loãng rồi cho vào bình xịt, xịt đều từ chân đến ngọn. Mẹo này cũng giúp tóc không bị bết dính nữa đấy. Son chẳng may bị gãy, hãy lấy bật nửa hơ nóng đoạn gãy rồi dính lại với thân son. Đợi 2-3 phút cho khô cứng lại là son sẽ giống như cũ. Để kích thích tóc mọc dài và dày, bạn chỉ cần nghiền nát vitamin B1 trộn với dầu gội rồi gội đầu 2-3 lần một tuần. Muốn son lâu trôi và lên màu đẹp, hãy thoa làm 3-4 lượt. Sau mỗi lượt, lấy khăn giấy dặm môi, cách này sẽ khiến son bám màu tốt hơn đáng kể. Muốn làm lông mày mọc dày, đẹp, lấy son dưỡng hoặc dầu dừa, thoa lên trước khi ngủ. Sau 1-2 tuần, bạn sẽ bất ngờ với kết quả nhận được. Để móng tay khô nhanh, sau khi sơn, hãy ngâm nước lạnh vài phút. Muốn móng tay hồng hào, khỏe đẹp, mỗi tuần 2 lần, bạn ngâm móng với nước cốt chanh. Nở, mông cong khiến chồng mê tít nhờ thức uống đặc biệt mà ai xem cũng làm được. Trứng gà, bột sắn dây, dứa được xem là những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có tác dụng kích thích ngực và mông trở nên căng đầy, chống chảy xệ chỉ sau vài lần thực hiện. Công thức 1. Hỗn hợp trứng gà. Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thành phần tự nhiên trong trứng gà có chứa một hàm lượng lớn vitamin như A, D, E, B1, B6 cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, sắt và kẽm. Bởi vậy, khi cho chúng kết hợp với sữa đặc, mật ong sẽ hỗ trợ giúp vòng 1 và vòng 3 lép xẹp, chảy xệ, trở nên căng đét, quyến rũ tự nhiên. Nguyên liệu cần có: một quả trứng gà, một thìa mật ong nguyên chất, một thìa sữa đặc, một chiếc bát nhỏ. Cách làm: cho trứng gà vào bát, dùng đũa đánh đều tay trong 2 phút với mật ong nguyên chất và sữa đặc vừa chuẩn bị. Hỗn hợp thu được, bạn cho vào nồi, đặt lên bếp, tiến hành hấp cách thủy chừng 15 phút. Sau thời gian trên, bạn lấy hỗn hợp ra khỏi nồi và thưởng thức như bình thường. Lưu ý, để đạt hiệu quả cao nhất nên áp dụng liên tục trong 2 tuần, mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Công thức 2. Bột sắn dây. Là loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất dinh dưỡng, bột sắn dây có tính mát, thanh nhiệt, giải độc tố rất tốt cho sức khỏe của con người. Đặc biệt, thành phần bên trong có chứa hoạt chất isoflavone, protein, lecithin. Chúng có tác dụng kích thích sản sinh nội tiết tố, giúp ngực và mông phát triển nhanh chóng. Nguyên liệu: 2 thìa bột sắn dây, 200ml nước ấm, 2 lát chanh tươi, 1 thìa đường trắng. Cách làm: cho bột sắn dây vào cốc, khuấy đều tay với 2 thìa nước lạnh. Sau khi nguyên liệu tan ra, bạn đổ thêm 200ml nước ấm cùng với 1 thìa đường trắng, nên thưởng thức hỗn hợp ngay sau khi hoàn thành. Trước khi uống, hãy bỏ thêm vài lát chanh tươi để thức uống trở nên thơm ngon, hấp dẫn hơn. Kiên trì áp dụng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và chỉ sau một thời gian thực hiện, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi một cách rõ rệt. Công thức 3. Nước ép dứa. Là loại trái cây rất giàu chất chống oxy hóa, dứa có vị ngọt, mùi thơm nhẹ, chứa nhiều vitamin cùng các khoáng chất cần thiết. Bởi vậy, ăn chúng thường xuyên sẽ góp phần ngăn ngừa ung thư, phục hồi làn da, ngăn ngừa thâm nám và hỗ trợ sản sinh collagen, giúp vòng 1 và vòng 3 trở nên săn chắc, đầy đặn. Nguyên liệu: 2 quả dứa tươi, 2-3 thìa mật ong, 1 chút muối biển,
400ml nước lọc, bình đựng có nắp. Cách làm: dứa sau khi mua về, dùng dao gọt vỏ, cắt bỏ phần mắt và phần lõi cứng bên trong. Hoàn thành xong, hãy cắt chúng thành từng miếng nhỏ, cho toàn bộ vào máy xay sinh tố, nghiền nhuyễn với mật ong và muối biển vừa chuẩn bị. Cuối cùng, hãy đổ nguyên liệu vào bình, dùng thìa khuấy đều với 400ml nước lọc và có thể cho thêm mật ong nếu thấy nhạt. Hàng ngày, chỉ cần đổ hỗn hợp này vào cốc và thưởng thức như bình thường. Lưu ý, nếu không muốn ăn phần bã, bạn hãy dùng khăn xô hoặc dây lọc ép lấy nước cốt nguyên chất. Ngoài ra, nên làm đủ dùng trong ngày, tránh để qua đêm, sẽ làm giảm chất lượng của các nguyên liệu. 10 loại nước uống giúp người gọn, bụng nhỏ tức thì sau một đêm. Những công thức nước uống này vừa có tác dụng thanh lọc cơ thể, vừa giúp đào thải độc tố, dưỡng da căng mịn, trắng hồng từ bên trong. 1. Nước dưa chuột. Chuẩn bị một quả dưa chuột, vài lá mùi tây, 1/2 quả chanh tươi, một lát gừng và một thìa nước ép lô hội. Thực hiện: cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố cùng một cốc nước lọc, sau đó bấm máy và xay nhuyễn trong vòng 30 giây. Bạn nên uống cốc nước này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau 1 tháng thì hãy ngưng 1 tuần nếu không muốn tiếp tục uống. 2. Nước chanh, dưa chuột. Chuẩn bị một quả chanh, 2 quả dưa chuột, một quả cam, một thìa mật ong và vài lá bạc hà. Thực hiện: dưa chuột cho vào máy xay sinh tố, nghiền nhuyễn một quả, quả còn lại thái thành từng lát mỏng, cam và chanh vắt lấy nước, bỏ bã ra một cái bát riêng. Cho dưa chuột xay nhuyễn, nước cam, chanh và mật ong vào bình thủy tinh, trộn đều lên, sau đó đổ nước khoáng có ga vào và trang trí lá bạc hà tươi lên trên để thưởng thức. 3. Nước chanh vàng. Chuẩn bị 5 quả chanh vàng, vài lá bạc hà và 1 lít nước khoáng có ga. Thực hiện: bạn lấy 4 quả chanh cắt đôi, vắt lấy nước cốt, quả còn lại cắt thành từng lát tròn, sau đó khuấy đều nước cốt chanh với nước khoáng trong một hũ thủy tinh. Thêm vài lá bạc hà là có thể sử dụng được ngay rồi. 4. Nước chanh kiểu Ấn Độ. Chuẩn bị 4 quả chanh, 1 lát gừng, vài lá bạc hà, 2 thìa đường và 1 lít nước khoáng có ga. Thực hiện: bạn vắt lấy nước cốt của 3 quả chanh, quả còn lại thái thành lát mỏng, đường cho vào chảo cùng nửa ly nước, đun với lửa nhỏ, khuấy đều tay cho đường tan hết. Sau đó, gừng giã nhỏ và cho vào chảo đảo cùng, khi nào hỗn hợp sôi lên thì tắt bếp. Đợi hỗn hợp nguội dần, bạn thêm nước cốt chanh, nước khoáng có ga và đá vào, thêm lá bạc hà và vài lát chanh để thưởng thức. 5. Nước lê. Chuẩn bị 1 quả chanh, 250ml nước ép lê, 250ml nước khoáng có ga và 1 quả lê. Thực hiện: chanh thái lát, lê gọt vỏ, thái hạt lựu, rồi cho vào bình thủy tinh chứa nước ép lê và nước khoáng, khuấy đều lên rồi cho đá vào để uống. 6. Nước ép quế và bưởi. Chuẩn bị 500ml nước ép bưởi, 2 cây quế, 500ml nước khoáng có ga, 2 thìa đường, 1 bông hoa hồi và vài lá bạc hà. Thực hiện: đường, quế cho lên chảo, đảo với lửa nhỏ để làm siro. Bạn thêm chút nước rồi khuấy đều cho đến khi đường tan hết thì tắt bếp để nguội. Cho siro ở trên vào bình thủy tinh chứa nước ép bưởi, nước khoáng có ga, rồi trang trí thêm với nước hoa hồi và lá bạc hà là có thể uống được. 7. Rượu táo. Chuẩn bị 1 lít nước ép táo, 100ml nước cốt chanh, 1 quả chanh và vài lá bạc hà. Thực hiện: chanh thái thành từng lát mỏng, sau đó cho nước ép táo và nước cốt chanh vào bình thủy tinh cùng lát chanh và bạc hà, đá. Bạn có thể uống thêm cùng vài lát táo nếu muốn. 8. Nước rau quả. Chuẩn bị 3 lít nước khoáng có ga, vài thìa đường, 3 quả dưa chuột, 1 quả ớt chuông lớn, 1 quả chanh xanh, 3 quả chanh vàng. Thực hiện: ớt chuông, dưa chuột thái lát mỏng, sau đó rắc đường lên trên và ngâm trong vòng 1 tiếng. Quả dưa chuột còn lại và chanh vàng bạn đem thái lát, chanh xanh bào lấy phần vỏ, đồng thời vắt lấy nước cốt đổ ra bát riêng. Cho hỗn hợp vào bình thủy tinh chứa nước khoáng có ga và nước cốt chanh, thêm đá, chanh thái lát, dưa chuột và bạc hà nếu muốn để thưởng thức. 9. Nước ép dứa. Bạn chuẩn bị 1-2 quả dứa, gọt sạch vỏ, thái miếng nhỏ và bỏ phần lõi dứa đi. Sau đó, cho dứa vào máy xay sinh tố, xay trong vòng 1 phút, đổ ra cốc và thêm đá vào là có thể thưởng thức được ngay. 10. Nước dâu tây và thảo mộc. Chuẩn bị 1/2 quả chanh vàng, 1/2 quả chanh xanh, vài quả dâu tây, 1 lít nước khoáng có ga, vài lá bạc hà. Thực hiện: chanh vắt lấy nước cốt, lọc bỏ hạt đi rồi cho vào bình, cho cả vỏ vào, dâu tây thái miếng, cho vào cùng lá bạc hà. Đổ nước nóng vào hỗn hợp và đợi nước nguội lại, sau đó vắt lấy vỏ chanh ra, cho nước khoáng có ga vào, thêm lát chanh lên trên và thưởng thức. Chúc các bạn thành công!
Dùng thứ này để rửa mỗi ngày, vùng kín thâm đen trở nên hồng hào, thơm tho mà không còn viêm ngứa. Đối với phụ nữ, việc chăm sóc vùng kín là một điều vô cùng quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến đời sống tình cảm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm công nghiệp dùng để vệ sinh vùng kín. Nhưng người dùng có thể dị ứng với một số thành phần hóa học có trong những thứ này. Thay vào đó, chị em phụ nữ có thể sử dụng các sản phẩm tự nhiên để thay thế. Ít ai trong chúng ta biết rằng sữa chua ngoài công dụng làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa, nó còn có thể giúp vùng kín của bạn trở nên hồng hào, sạch sẽ và hết viêm ngứa. Dưới đây là một số phương pháp làm đẹp vùng kín bằng sữa chua mà chị em nên biết. Vệ sinh vùng kín bằng sữa chua. Với phương pháp này, bạn chỉ cần chuẩn bị 1/4 đến 1/2 hũ sữa chua là đủ. Trước khi tắm, bạn pha sữa chua với một ít nước, rồi rửa nhẹ vùng kín, để trong khoảng 10 phút, rồi rửa lại với nước là được. Vi khuẩn lactobacilli có trong sữa chua sẽ loại bỏ những mầm bệnh có khả năng gây viêm nhiễm phụ khoa trong âm đạo. Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi ngày trong một tuần, hiện tượng ngứa vùng kín sẽ cải thiện rõ rệt. Không chỉ vậy, sữa chua còn giúp vùng kín của bạn trở nên hồng hào và thơm tho hơn. Kết hợp sữa chua với tỏi để làm sạch vùng kín. Thành phần kháng viêm trong tỏi khi kết hợp với vi khuẩn lactobacilli của sữa chua sẽ giúp chị em phụ nữ hạn chế được tình trạng viêm nhiễm âm đạo vô cùng hiệu quả. Cách thực hiện: đập nát 1-2 tép tỏi, dùng nước cốt lấy được trộn cùng với sữa chua và một ít nước, rồi dùng hỗn hợp này để rửa vùng kín. Chỉ sau một tuần thực hiện, hiệu quả mà nó mang lại sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ. Lưu ý khi sử dụng sữa chua vệ sinh vùng kín: chỉ nên dùng sữa chua không đường để rửa vùng kín, không được sử dụng các loại sữa chua trái cây vì chúng có rất nhiều đường. Mặc dù rất hữu ích trong việc điều trị viêm ngứa, hỗ trợ điều trị viêm ngứa, làm hồng vùng kín, nhưng sữa chua không phải là một loại thuốc chữa bệnh nên không thể thay thế cho các loại thuốc phụ khoa khác. Một điều cần đặc biệt lưu ý đó là khi dùng sữa chua vệ sinh vùng kín, chỉ nên thoa ở phần da bên ngoài, không được thụt rửa sâu vào bên trong. Khi tình trạng viêm ngứa, thâm vùng kín ngày càng nặng thì bạn nên đến phòng khám phụ khoa để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và có phương pháp điều trị hiệu quả. Chúc các bạn thành công! Chẳng cần dùng tới nhíp, lông nách lý nhí sẽ sạch sành xanh, không còn một cọng, nhờ 4 công thức thần kỳ từ một quả chanh. Thay vì dùng nhíp nhổ lông khiến vùng da dưới cánh tay bị thâm đen, gây mùi cơ thể khó chịu, bạn hãy tận dụng những quả chanh tươi trong nhà và áp dụng theo đúng liệu trình sau. Dưới cái nắng khó chịu của mùa hè, nhằm giúp chị em tự tin mặc áo 2 dây, váy sát nách ra đường mà không cảm thấy lo lắng về sự xuất hiện của vùng lông dưới cánh tay, thì mời bạn tham khảo một trong 4 công thức từ chanh tươi dưới đây. 1. Hỗn hợp chanh, lòng trắng trứng, bột nghệ vàng. Nguyên liệu: 1/2 quả chanh, 2 thìa tinh bột nghệ vàng, 1 thìa mật ong nguyên chất, 1 miếng khăn giấy. Cách làm: trộn đều 3 nguyên liệu trên lại với nhau, nhúng khăn mềm vào chậu nước ấm, rồi nhẹ nhàng trà lên vùng da dưới cánh tay nhằm giúp các lỗ chân lông giãn nở tự nhiên. Dùng thìa thoa hỗn hợp lên nách, rồi dùng miếng khăn giấy phủ đều lên trên. Đợi hỗn hợp khô hẳn thì dùng tay lột sạch ngược chiều lông mọc. Thực hiện đều đặn tuần 2 lần sẽ giúp bạn tiêu diệt mọi cọng lông cứng đầu một cách tức thì. 2. Cắt đôi quả chanh, nhúng vào muối để trị lông lách. Nguyên liệu: 1 quả chanh tươi, 1 thìa đường trắng, 2 thìa mật ong, 1 thìa muối mịn, bát và thìa. Cách làm: chanh tươi cắt làm đôi, 1/2 quả đem chấm vào thìa muối mịn, 1/2 quả chanh còn lại đem ép lấy phần nước cốt nguyên chất, rồi trộn với đường, mật ong ra chiếc bát nhỏ. Với cách làm này, sau khi vệ sinh sạch sẽ bằng nước ấm, dùng hỗn hợp trên thoa đều lên vùng da dưới cánh tay, rồi dùng miếng giấy dán lên bề mặt vừa kết dính. Sau 30 phút, thấy hỗn hợp đã dần khô tự nhiên thì dùng tay giật mạnh ngược chiều lông mọc, rửa lại bằng nước như bình thường, rồi thoa nửa quả chanh chấm muối theo chiều kim đồng hồ chừng 3 phút. Hoàn thành xong, hãy dùng nước rửa sạch lại và thoa một lớp mỏng kem dưỡng ẩm. 3. Chanh mật ong. Nguyên liệu: 2 thìa mật ong, 1 thìa nước cốt chanh tươi,
bát nhỏ. Cách thực hiện: làm sạch vùng nách bằng nước ấm, rồi lấy thìa thoa đều hỗn hợp lên da. Sau 30 phút, các cọng lông sẽ tự rụng thì dùng nước rửa sạch như bình thường. 4. Tẩy lông bằng hỗn hợp chanh, lòng trắng trứng. Nguyên liệu: một lòng trắng trứng gà, một thìa nước cốt chanh, một thìa mật ong, bát và thìa. Cách làm: tương tự các công thức trên, sau khi làm sạch da, hãy dùng hỗn hợp vừa chuẩn bị thoa đều chừng 5 phút, kết hợp massage nhẹ nhàng nhằm giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Cuối cùng, hãy làm sạch bằng nước ấm thêm một lần nữa để kết thúc quá trình làm đẹp. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để được nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel Khỏe Đẹp Mỗi Ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.